mùa nước nổi tại các địa phương đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu. Nước về mang theo tôm cá. Tuy nhiên, tại chợ cá đồng Trường Xuân, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp, nơi từng được mệnh danh là chợ cá đồng lớn nhất miền Tây, lượng cá về chợ hiện đang giảm rất mạnh so với trước. Thông tin từ phóng viên Vĩnh Phúc. Tôi đang có mặt tại chợ cá Trường Xuân vào buổi sáng. Đây là khoảng thời gian mà chợ thường đông người mua bán nhất. Tuy nhiên, những năm gần đây thì không khí tại chợ đã có phần kém nhộn nhịp hơn. Theo các chủ dựa mua bán các loại cá, lươn, ếch tại chợ, những năm gần đây nước thấp nên lượng cá ở địa phương và các huyện lân cận về chợ giảm khoảng 70% đến 80% so với cùng kỳ các năm trước. Năm nay nước về sớm và dự báo sẽ cao hơn năm trước, nhưng đến thời điểm này số lượng cá vẫn không được cải thiện. Ít cá nên giá cũng tăng hơn so với năm trước từ 10 đến 20.000 đồng một ký. Cụ thể, cá lóc khoảng 100.000 đồng một ký, lươn 110.000 đồng một ký, còn ếch khoảng 60.000 đồng một ký. Những năm qua nước lũ thấp, cá đồng ít cộng thêm giá cá không cao nên người dân đánh bắt cá giảm thu nhập và các tiểu thương gặp khó khăn trong việc mua bán. Năm nay mực nước lũ được dự báo sẽ cao hơn năm ngoái nên bà con hy vọng lượng tôm cá cũng sẽ về nhiều hơn để chợ Trường Xuân sẽ lại nhộn nhịp như xưa.